Xin chào quý vị, hôm nay hãy đến thăm hai cha con của em Vương. Vương ơi, ngủ hả? Đâu Vương, khỏe không? Gọi cho anh khỏe là khỏe. Ôi, ở đây tay thì thấy cũng đỡ nhiều rồi chứ. Hả? Sao chăng có đỡ không? Đỡ. Sao Lanh có bạn nào nói Vương bữa nay sao không? Sao học máy tính được không? Được. Anh ngồi chơi, anh em nói chuyện chơi chút. Bữa nay đi học được mấy 10 ngày rồi. Có 2 tuần qua. Hai tuần, kiểm tra là gì chưa em? Dạ rồi. Ai nghĩ rồi anh ngồi câu Vương. Có rồi chú ơi. Bữa nay vô thấy cũng đỡ nhiều đấy chứ. Để đỡ hơn cái đợt vừa rồi con vô hỉ. Còn cái chân thì còn hơi vậy vãi, chắc cũng bơi thuốc đều chứ Vương hả? Dạ, À. vô thư. À. Hải cũng nói ra để xem sắp xếp rồi vô vô thăm em á. Vô thăm hai cha con. Tay thì giờ nó hết hết có cái vải dài dài đúng không? Dạ. Hết cái vải dài dài giống như lần trước rồi đúng Dạ. không? Còn cái sơ này thôi. Cái này bơi thuốc nói chung là không có thời gian, không phải cả năm trời để lên chứ không dễ gì hết liền đâu. Chăng là trước nhớ vô chỗ này nó dài lắm này đúng Dạ. không? Chỉ có giờ ăn đen thôi đúng không? Cho có máy tính có học là lên online gì không? Dễ bài tập. Với bài tập đó nè. Cố gắng học cho tốt nghe, cho giỏi để đừng có phụ lòng cô bác anh chị giúp cho Vương nghe Dạ. chưa. Ủa cái mặt bạn này đâu có vải này đâu, hết vải này đúng không? Dạ. Mà trước có không bạn nhà anh nhớ rồi. Dạ có. Ở trước có đúng không? Dạ. Mà cái mặt bạn này nó cũng lá ngò mà. Chỉ có đen thôi đúng không mày? Dạ. Vương mũi cao ha, giống như là người châu Âu á. Lên cô giáo rồi nói sao bữa nay Vương đỡ rồi gì không? Dạ cô anh nói anh đi. À, cô nói gì đó hả? Dạ. Nói sao bữa nay Vương Dạ người thấy thầy thuốc đỡ không. Ủa cô cũng biết luôn hả? Dạ. Nắng quá chú hả? Cái bao đỡ bao thuốc vô đây. Đây cái bao thuốc tôi bỏ giường ở đây mà đặt tí Chiều đi 3 rưỡi sao hả? Dạ. Thấy cũng mừng cho em Vương rồi đấy quý vị ạ. Nó cũng đỡ nhiều đây. Chung là cái da thì của em thì vẫn còn nó hơi đen thôi. Nhưng có vải thì nó gỡ ra cũng nhiều lắm rồi. So với lại cái lúc mà Hải mới vô thì đỡ rất là nhiều. Nhưng mà cái này chắc cũng cần cái thời gian lâu dài nữa. Nó cần cái thời gian đó chú. Chứ còn thuốc không có thuốc nào mà bôi vô hết liền đâu. Với lại hai cha con mình là bị trong máu đó. Bị trong máu bệnh mãn kinh đó hồi nhỏ chưa đó. Chú thì bị dạ dày nên là chưa có bộ dạ dày rồi gan rồi đủ thứ này là nó để điều trị cái bệnh của chú trước. Còn chờ thêm thời gian nữa mà dạ dày cho chú sau nghe nói là cũng không khá nhờ. Mấy con chú uống bên phương ngoại với là nói chung ra cũng bên thuốc tây cũng nhiều đó mà uống nó cũng không hết vì nó dẫn đến cơ thể tùm lum mấy cái rồi cái sau đi coi là rồi đi đi Đà Nẵng xét nghiệm lại coi là cái căn bệnh như ra chứ còn chưa chưa trong kỳ nó khốn thì nó bón thuốc mua thuốc tư bên ngoài đó mà về uống thấy nó không cầm không cầm một chút nữa cho nên từ cái cô nó kêu thôi để từ bữa rón 2 tuần nay anh đi chữa đi Đà Nẵng xét nghiệm không đi Huế đó rồi cho họ siêu âm cho họ nội soi cho tổng quát cho nó ra bệnh chứ còn chắc trong kỳ khốn không ông đang đang đa cái là dò dàm rắn sau cái sưng cái rụt đến sưng cái ứng này đó sưng lên mà kiểu Kiểm tra lại kỹ chú, vì nó do sưng là uống thuốc mình uống thuốc hồi xưa giờ rồi chứ uống thuốc tây rồi đủ thứ loại thuốc rồi giờ nó tác dụng phụ của nó. mà cô nó kêu bên ra trong kỳ họ kêu gòn mà gòn không lẽ nó giãn kinh vậy nó cái hồi nó sưng lên cái rụt lên mà chứng ứng giờ thử không được mà đau quá nó sưng lên đau quá rồi lấy thuốc tây uống nó họ lại Giống giọng đa thuốc giống đau họ lại thôi mà đi ra Đà Nẵng là mình khó mình xét nghiệm máu rồi luôn chút, rồi mình kiểm tra nội như soi rồi đi siêu ra âm rồi luôn cho nó chắc chứ còn còn chú thì thuốc là không có bôi bôi gì trơn đúng không bao đâu bởi vì cái chỗ dùng
bên phương ngọ với dùng thuốc bánh thuốc tai này để chữa căn bệnh này có ở trong nội trọng này vừa nó bị nặng quá phải không? Cho nên chú cũng nói thiệt thiệt là có gì đó thì trước mắt con cũng biết nhiều cũng chú cũng nhiều công gì đó cũng giúp đỡ chú để chú đi ra viện để chú xét nghiệm bệnh để đoán bệnh ra mình nói rồi lứa tuổi mình nó cũng lớn rồi mà còn chú công nó không mơ này không mơ lo cho nó không rồi thấy rồi nó cũng vẫn hiu quá cho nên là chú cũng cố gắng chứ còn chứ còn vừa chú cũng chẳng biết nói ra hết. Nhiều lúc cô nó cũng rất lo nhưng mà thôi cái okay, thôi nghĩ đó rồi điện có hở đó rồi có gì đó cũng như hở sự giúp gì cho chú rồi ở chỗ Đà Nẵng nè gửi gì đó cũng chắc chú đi vừa đây mà chắc trong tuần này cô nói luôn mà Đà Nẵng gì rồi đi Có gì ra Đà Nẵng thì chú gọi con thì đón xe ra thôi mà. à đúng Rồi 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 ra Đà Nẵng có gì chú gọi cho con ha. Vô bệnh viện rồi xét nghiệm rồi siêu âm nội soi rồi đó, cho biết được cái căn bệnh mà để chữa cho đúng không? Hôm rồi cũng có một cái anh ở ngoài Hà Nội á, anh cũng nói là gửi thuốc dạ dày vào cho chú. Nhưng mà bây giờ mình cứ đi khám một lần nữa đi cho nó chắc rồi có gì đó con gửi cái số của anh đó qua chú rồi nói chuyện thuốc nam cái gì đó. Nói là anh chữa bệnh cũng hay lắm nhưng mà con thì con cũng mong là chú kiểm tra thử bệnh cho nó đúng không? Đúng bệnh mình. Đúng là chú cũng nguyện vọng là mình phải lùng cho ra bệnh với vừa bệnh này uống nó giảm tùm lum tùm loa mình cứ uống bó thuốc tay cho còn chết nữa đây chứ ăn nữa. Cho nên từ cái chỗ là cũng như thầy mà không biết được bên phương ngoại thì ông giúp giùm cho ông cứu cũng được ông cho mình uống được chứ ông vừa uống thuốc tai chịu nổi cũng uống thuốc tai ngày đêm ngủ không được Thuốc tai không được nóng luôn quá à. nó nắng quá nó bất mà không uống cho thì nó đau mà uống cho thì nó nắng không nổi. Vương lâu nay có vẽ gì không Vương? Dạ, ông vẽ thi nợ phải chơi. Thi nào phải là? Dạ, thi có thi đi mà hả? Mà nộp thấy là Ôi, ôi mong gì được 10 điểm luôn dữ à? Giáo dục công dân hả? Giỏi dữ vậy. Giáo dục công dân mà được 10 điểm là ngon lắm chứ. Học được về 10 điểm nữa nè, toán 10 điểm nè. Học được chứ, học được. Địa lý được 9 điểm rưỡi hả? Chụp. Học phải lấy năm nay lấy xuất sắc luôn nghe Vương. Được xuất sắc không? Năm nay được xuất sắc không? Không biết học kỳ một thì được giỏi. Kỳ một được giỏi hả? Học kỳ 2 đáng xuất sắc luôn đi. Giỏi ghê không quý vị thấy giỏi trong cái xuất sắc hả? Đúng không? Này là mới 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 phát bài hả? Qua hả? 10 điểm không. Quá tốt. Có vẽ không? Lâu nay có vẽ vẽ trên cái nó không? Vẽ không? Có vẽ trên cái giá đỡ này không? Không vẽ với ông bo với quả bóng không cần. Ba bóng à, một vẽ lớn mới vẽ đúng không? Còn chị Quy Lê chị nói là bức ảnh của em có thể là em giữ đó ha. Có thể bữa nay đến tới chị đi về Việt Nam rồi chị ra chị thăm em rồi chị lấy luôn cũng được. Chứ có không. Chưa có không. Có cô Văn ở Mỹ là gửi cho Vương 100 đô ha Vương ha. Thì hôm rồi Vương có nói là em cũng cũng có chiếc xe ma xe 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 đạp điện á. Xe đạp điện đi học á, nhưng mà anh thấy là xe đạp điện đó thì nó dễ hư lắm. Nên là để anh coi thử là mua chiếc xe mà xe 50 cho em. Xe cúp 50 đó. Xe đó là đi rồi sau này có gì chở ba rồi đi đi đâu rồi cho anh tiện. Chiếc xe đạp điện thì cũng dễ hư. Bởi đó chú cũng có nói đó, chú còn có trao đổi với chú đó. Xe đạp điện thì nó cũng dễ hư đó, nhưng mà để anh xem thử sao ha. Rồi gì anh chia sẻ cho em biết thì có Bắc Văn gửi cho Vương 100 đô. Còn chị Khiết Tâm á là hôm rồi á, là có cô Cami Fayez này, có chị Quy Lê ở Mỹ là chị Quy Lê ở Mỹ thì lúc trước là chị gửi cho em 10 triệu thì hôm trước anh đưa cho em 10 triệu rồi. Còn 5 triệu của chị với lại 5 triệu của cô Cami Fayez vừa rồi á là anh mua cho em máy tính. Mà mua máy tính là đến 16.590.000 thì còn 6.590.000 này là của chị Khuyết Tâm. Chị nói là mua máy tính có bao nhiêu á thì chị gửi thêm vô để em mua đó. Thì chị cũng có đặt cho em bức tranh vẽ đó. Hôm rồi em vẽ hai cái bức tranh mà mẹ Quan Âm với lại Phật Thích Ca đó. Thì để anh về anh gửi
đi qua bên Úc. Dạ. Còn số tiền bao nhiêu đó thì anh sẽ chia sẻ cho em biết, cho hai cha con biết chú ha. Rồi để con coi thử là mua xe thử là bao nhiêu tiền. Nói chung là giờ là có khoảng hơn 8 triệu đó, hơn 8 triệu. Thì mua chiếc xe thì con cũng chưa biết là xe xe máy nó giá bao nhiêu tiền nữa. Xe 50 đó. Xe cấp 50 á thì con xem thử sau rồi con cho chú biết ha. Dạ. Chú thấy con này thôi thì có gì đó cũng giữ đó rồi, trừ trừ thời cũng giữ đó đi. Dạ. Bởi vì con nó vô hạt thì cũng trừ thời gian nữa rồi chú sắp xếp có bấy với con để là vậy thì cái tiền mà bác Văn gửi này con giữ luôn ha. À. Con giữ rồi có gì rồi vài bữa mua xe nữa là con mua luôn cho em Vương ha, cho chú Hiền. Giữ đây với rồi bữa nào mà mua thiếu nó đủ gì đó còn chú nữa mà. Tiền con dạ, tiền thì dạ. Chú chơi vô nữa chứ. Dạ dạ. À chứ còn cái gì đó thì ví dụ như vừa có bố các cô có giúp thì chú cũng cảm ơn, mà thì có cái là vườn Vương nó nguyện vọng nó đi hạt cho tôi quá thì ừ, trời này nó hơi nóng nó nắng nắng quá quá rồi nó đi xe đạp nó nguyện vọng nó kiếm chiếc xe để nó đi cái cục đào của nó tương lai nó đi đây đi gì đó nó còn con cứ cũng không bông gì non gì nhưng mà con dạ, cứ dạ. giữ đi bởi vì con thấy trời bữa nay nó nắng quá phải không, nên là con cũng muốn là vô đây thăm Vương một chút và coi cái sức khỏe tình hình bệnh của em như thế nào đó. Với lại con cũng nói Vương biết, vì hôm rồi con cũng có nói Vương là để anh vô anh coi thử sao rồi anh mua cho em chiếc xe. Dạ. Nhưng mà Vương thì chắc đi xe 50 thôi chứ còn xe mà 100 phân khối kia em chưa đi được đâu ha. Phải có bằng lái rồi phải có chứng minh nhân dân rồi đủ thứ. À, mà em chưa làm mấy cái đó đúng không? Đó là 18 tuổi rồi, chú cũng cho đi rồi mà chứng minh của mình chưa được. Đúng rồi, bữa nay 18 tuổi, 19 tuổi rồi, đi làm chứng minh nhân dân đi. Vậy là bác Văn gửi này của chị Khuyết Tâm á, đặt tranh vẽ của Vương á thì anh sẽ về anh gửi qua bên Úc anh xem, bởi vì gửi qua bên đó con chưa có gửi là bao nhiêu tiền á chú, nên là về anh gửi bao nhiêu tiền còn lại thì ông vô đây anh chia sẻ với lại hai cha con biết à. Rồi xe gì đó thì do Vương thì anh cũng cố gắng anh mua sao cho em sớm để em đi học á, vì trời này nắng quá, thật sự là anh thấy là nắng quá, nắng là cháy da chứ không vậy. Mà Vương thì bị tay chân như thế này nữa nên là đi xe mà đạp thì đạp cũng hơi mệt cho quý vị. Nên là ấy cũng muốn là chắc phải mua cho Vương chiếc xe điện, hoặc là chiếc xe điện thì cũng dễ dễ hư. Nên là chắc mua cho em xe cúp 50 hay là xe 50 phân khối đó để em đi học cho nó tiện. Vì em thì cũng đi học cũng hơi xa trường chút chứ ha. Hơi xa trường chút. Vương thì thấy tay chân giờ nói chung là cũng sạch vải rồi cũng khô nhiều rồi đó Vương. Máy tính thì cũng đã mua cho em một cái máy tính mà để học rồi đó. Thì em cũng cố gắng học cho tốt. Còn cái phương tiện mà đi học thì hôm trước thì em cũng nói là mua cho em chiếc xe đạp điện đó. Thì anh cũng có chia sẻ với bố thì nói là xe đạp điện thì em đi học thôi chứ lúc chở đi đâu đi bô chơi thì có bố nữa. Nên là cũng hơi bất tiện chút. Thì có thể là bởi lại xe đạp điện thì nhanh hư nữa. Thôi mình mua chiếc xe cúp 50 đi ha. Rồi cho em đi học rồi có gì em chở bố đi được. Còn có gì khó khăn nữa không thì chia sẻ luôn để anh cùng với lại cô bác giúp đỡ cho em. Còn cái gì mà trong em thấy là cần thiết để cho cái vấn đề học tập của em nó tốt hơn, rồi sức khỏe của em tốt hơn. Đó, em cứ chia sẻ đi, có gì cần thiết thì em cứ chia sẻ cho anh để anh cùng với lại cô bác giúp đỡ cho em. Con thì cần cái máy in nhỏ nhỏ. Cái máy in nhỏ nhỏ à, Dạ, in bề rồi. In bài ra đó Dạ. à. Để mà ví dụ có đôi lúc mà mình vẽ hay là mình học trên mạng rồi đúng không, là Dạ. cho nó tiện đúng không, ở đây thì in hơi xa đúng không. Dạ. Cái máy in mà nó to to giống như cái hộp này phải không Vương? Dạ. Rồi ok, rồi để đó thì anh xem thử sao anh chia sẻ nên có được cô bác nào giúp cho em, thì cái đó là nó bổ trợ cho cái việc học tập của em thì em cứ chia sẻ thôi ha, có nhu cầu gì cần thiết thì em cứ nói với anh biết, rồi anh cũng chia sẻ cô bác ai mà có thể giúp được gì cho em thì giúp, nhưng mà mình phải là sao phải quý trọng và mình cố gắng học cho giỏi. Dạ. Vì có thiệt thòi của Vương thì bị bệnh như thế này cũng rất là mặc cảm nhưng mà bây giờ thì cũng tự tin nhiều hơn rồi đúng không, bây giờ lên trường thì chắc cũng tự tin hơn rồi chứ. Dạ. Da của em thì bây giờ hiện tại thì cũng rất là tốt rồi quý vị, chỉ có là nó hơi đen đen này thôi. Và cái khớp tay này thì Hải cũng có nói chuyện rồi, anh cũng có gọi cho thầy Hải thì nói là vài bữa là thầy vô rồi duỗi cái khớp tay này ra cho em, duỗi cho nó thẳng ra. Cũng cứ tự tin, thì ra đường thì bạn bè là lên lớp hay đi đâu cũng tự tin lên. Giống như cô Cami Fayet rồi chị Khuyết Tâm rồi cũng có chia sẻ với em đó, phải tự tin, phải nhìn lên phía 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 trước,
Còn chú thì chắc vài bữa nữa ra Đà Nẵng thì chú chiều chú gọi cho con ha. À, Ra Đà mấy Nẵng rồi chú cũng đi đi Tổng quốc thì chưa âm tập phim thì có gì đó trong bộ nội tạng thì có gì đó thì chú cũng nhờ con để giúp cho chú để chú chữa qua căn bệnh để mà lo cho con kiếm nữa. Dạ. À, thì chắc là trên tinh thần của chú là trước mấy hơi bố con thì trước mắt là cũng cảm ơn công và trên đó là cũng cô cảm ơn hết chưa cô, anh chị và cô bác trên mạnh thường quân là cũng có giúp đỡ cho công trong sự cuộc hành với lại nói chung là thuốc men là cũng trên thầy cũng có sự quan tâm luôn luôn cũng có quan tâm thì chú cũng không biết nói ra nhưng mà chú cũng có đôi lời cảm ơn rồi chú cũng đâu được gã đâu rồi chúc sức khỏe hết chứ mình chú không dám biết nói sao hết. Dạ dạ rồi dạ rồi thôi con cũng vô thăm hai cha con một chút rồi con cũng xin phép con về đó. À, Dạ anh đi đưa nắng đây tạo nghiệp thiệt. dạ dạ rồi Vương nghe, cố gắng học nghe cho giỏi nghe chưa, Dạ. còn có gì thì cứ gọi với lại nhắn tin cho anh biết ha. Dạ. Có hay ơi, về chú đi. Dạ dạ rồi.